Cảm ơn quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Quá nhiều bất cập trong đào tạo nguồn nhân lực y học cổ truyền. Gia Lai, xã nghèo vùng sâu lắp đặt wifi miễn phí cho người dân. Quảng Ninh, phá đường dây buôn bán người sang Trung Quốc. Lạm dụng rượu bia, sai lầm trong văn hóa giao tiếp. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin đáng chú ý về y tế. Thưa quý vị, cán bộ y dược cổ truyền có trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ thấp. Các bệnh viện đa khoa y học cổ truyền luôn ở trong tình trạng thiếu nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Toàn quốc về đào tạo chuyên khoa y học hiện đại cho đối tượng bác sĩ y học cổ truyền được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, chính sách phát triển nhân lực y dược học cổ truyền hiện nay tại nước ta vẫn còn chưa phù hợp. Đội ngũ bác sĩ y học cổ truyền khi mới ra trường chưa đủ kiến thức về các chuyên khoa, chưa có khả năng thực hiện công việc một cách độc lập. Các bệnh viện y học cổ truyền hoặc đơn vị đào tạo y học cổ truyền rất khó tuyển dụng bác sĩ đa khoa về làm việc. Cái khó khăn lớn nhất là chúng ta phải có nhiều cái phương pháp đào tạo mới đưa vào trong cái chương trình đào tạo. Và thứ hai là phải xuất phát từ cái nhu cầu người dân, chăm sóc sức khỏe người dân để điều chỉnh chương trình đào tạo. Và hiện nay thì nhu cầu người dân người ta rất là cao, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe người ta hướng vào chuyên sâu rất là nhiều. Thực tế cho thấy, mạng lưới y học cổ truyền trên cả nước hiện nay còn tương đối mỏng. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền còn hạn chế về mặt số lượng. Hơn nữa, các bác sĩ y học cổ truyền không được phép học sau đại học những chuyên khoa thuộc lĩnh vực y học hiện đại. Đây cũng là rào cản đối với việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn do đội ngũ y bác sĩ hiện nay. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần đổi mới đào tạo y dược cổ truyền bằng cách tích hợp y học cổ truyền và y học hiện đại các bậc sau đại học, điều chỉnh chương trình giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng tốt hơn. Thưa quý vị, từ ngày 19 tháng 5, trạm y tế phường 11 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức hoạt động theo hình thức xã hội hóa. Với mô hình hợp tác công tư thì đây cũng là trạm y tế đầu tiên trên cả nước hoạt động theo hình thức xã hội hóa. Mục tiêu của trạm y tế xã hội hóa là chăm sóc sức khỏe, đưa y tế đến gần người dân hơn. Từ nay, người dân không cần lên tuyến trên vì trạm y tế đã có đội ngũ bác sĩ có tay nghề và thiết bị y tế hiện đại. Theo nhà đầu tư, với mô hình trạm y tế này, người bệnh có bảo hiểm y tế sẽ được hưởng theo đúng quy định. Hiện nay là có hai cái loại hình giá, một loại hình giá là dịch vụ và loại hình giá bảo hiểm, thu theo giá bảo hiểm nhà nước quy định. Thì giá dịch vụ hiện nay là của chúng tôi đó là thấp hơn so với những cái phòng khám hoặc là những cái bệnh viện mà có tương tự về mặt bằng. Đặc biệt là ở đây có một cái chính sách đó là không quan tâm đó là bệnh nhân dịch vụ hay là bảo hiểm. Hiện trạm y tế có 4 bác sĩ cơ hữu phụ trách nội tổng quát, sản phụ khoa, y học cổ truyền, bác sĩ gia đình, hội đồng cố vấn chuyên môn, máy siêu âm 5 đầu dò, xét nghiệm sinh hóa huyết học tự động, X-quang kỹ thuật số và hoạt động sẽ ưu tiên các chương trình cơ bản của nhà nước như tiêm chủng mở rộng, dự phòng, thai sản. Tiếp theo là một thông tin về giáo dục đáng quan tâm. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng giáo viên dạy toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ngày càng tăng cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu triển khai chương trình đào tạo cử nhân sư phạm bằng tiếng Anh, tuy nhiên vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Vũ Thị Huyền Trang và Trần Thị Duyên hiện đang là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành công nghệ thông tin học bằng tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thế nhưng khi thực tập, hai bạn lại phải thực hành dạy bằng tiếng Việt. Số lớp bọn em là chưa được vào các trường quốc tế để thực tập. Bọn em về các trường phổ thông ở bên ngoài nên bọn em chưa được có khả năng tiếp xúc và nó giảng bằng tiếng Anh. Dạy tiếng Việt nên là chưa có thể áp dụng được cái vấn đề của mình vào trong cái giảng dạy. Thiếu cơ sở để thực hành chỉ là một trong nhiều khó khăn của sinh viên đang theo học chương trình này. Bên cạnh đó, giáo trình chưa tiếp cận được với nhiều nước trên thế giới hay trình độ ngoại ngữ của giảng viên không đồng nhất cũng là rào cản trong quá trình đào tạo giáo viên dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh. Thầy cô giáo thì cũng học ở các cái nước khác nhau, cho nên là cái số học ở bản ngữ cũng không phải là chiếm đa số, cho nên cái việc này thì là một khó khăn. Nhưng mà giải quyết từng khâu một thì nhà trường cũng phải nâng cao cái năng lực tiếng Anh bằng cách là mở các cái lớp tiếng Anh tiếp tục cho cán bộ để người ta cải thiện dần cái tiếng Anh, và sau đó thì mời các cái giáo sư nước ngoài sang cùng đan xen giảng dạy để từng bước cải thiện cái chất lượng. Tại nhiều trường phổ thông, nhất là các trường chuyên, phải sử dụng giáo viên tích hợp do chưa có giáo viên được đào tạo bài bản về giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh.
Trước bất cập đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư cơ sở vật chất để hỗ trợ việc giảng dạy và học tập. Cùng với đó, rất cần sự hợp tác, hỗ trợ từ phía các trường để công tác thực tập của sinh viên được hiệu quả hơn. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, gương cầu lồi là một trong những thiết bị an toàn giao thông rất quan trọng trên các tuyến đường đèo, giúp cho người tham gia giao thông có thể thấy được phương tiện đi ngược chiều khi qua những góc cua khuất. Thế nhưng hiện nay, nhiều gương cầu lồi trên một số tuyến đường đèo ở tỉnh Khánh Hòa lại đang trong tình trạng bị hư hỏng, gây mất an toàn cho người dân. Đèo Khánh Sơn là tuyến đường chính nối thành phố Cam Ranh với huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Hàng ngày tại đây có lượng xe qua lại lớn. Vì vậy, gương cầu lồi là một thiết bị rất cần thiết để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Chứ còn nếu mà trường hợp không có cái gương đó rất là nguy hiểm, nếu mà xe không có kèn, đó, thì coi như là ai cũng chủ quan thì coi như là lấn đường là coi như thể nào cũng có sự va chạm. Theo nhiều người dân địa phương, tình trạng gương cầu lồi bị phá hỏng trên đèo Khánh Sơn đã diễn ra nhiều lần và nguyên nhân của tình trạng này phần lớn xuất phát từ sự thiếu ý thức của một số cá nhân. Nguyên nhân là do mấy anh người đồng bào mới đi rẫy rồi mấy đứa nhỏ nó phá thôi chứ. Kể cả cọc tiêu mình trồng những cái cọc tiêu đã an toàn mà nó vẫn đập phá bỏ lấy sắt cái đồ đó. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông ngày càng gia tăng, các ngành chức năng cần có những chế tài xử phạt để răn đe khắc phục tình trạng trên. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, người dân cũng cần tự trang bị cho mình những kinh nghiệm khi lái xe trên đường đèo. Thưa quý vị, tình trạng xe tải nặng, xe ben liên tục phóng nhanh, vượt ẩu đi vào đường cấm trên các tuyến đường vùng ven thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành nỗi kinh hoàng của nhiều người, nguy cơ gây ra tai nạn nghiêm trọng và phá hủy đường xá. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết do lực lượng mỏng nên khó xử lý dứt điểm tình trạng này. Theo đó, việc kiểm soát tải trọng xe thông qua các trạm cân di động, nhưng hiện Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an đã ngưng phối hợp khiến công tác kiểm tra bị hạn chế. Đơn cử như việc thanh tra giao thông được quyền xử phạt xe quá tải trọng nhưng không có chức năng yêu cầu tài xế dừng xe. Đây là quyền của lực lượng cảnh sát giao thông. Hiện nay, thanh tra Sở Giao thông Vận tải và lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phối hợp tại 4 trạm cân tự động trên đường Nguyễn Văn Linh, Đồng Văn Cống, cầu Kỳ Hà, còn lại vẫn buông lỏng tại một số tuyến đường ngoại thành, địa bàn rộng. Nếu không sớm có các biện pháp kiểm soát tải trọng xe ben, xe tải kịp thời, nguy cơ tai nạn giao thông tại các tuyến đường ngoại thành là rất lớn. Đồng thời, cảnh báo tình trạng hư hại đường xá tại khu vực này. Theo thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, 4 tháng đầu năm, đơn vị đã phát hiện xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm quá tải, xử phạt gần 11 tỷ đồng. Hơn một tháng nay, người dân xã Nhị Hà, Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vô cùng bức xúc trước việc phải sử dụng nguồn nước bẩn, có mùi hôi, không hợp vệ sinh của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh. Nguồn nước chẳng những không dùng được cho nấu ăn mà khi tắm rửa còn gây ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Chỉ hơn một tháng nay, nước sạch tại xã Nhị Hà, Phước Hà, huyện Thuận Nam đã chuyển thành màu nâu sẫm có mùi hôi khó chịu. Nước không dùng được cho nấu ăn và ngay cả khi dùng tắm rửa cũng phát sinh ngứa, gây nổi mẩn đỏ. Nhiều gia đình ở đây phải mua nước để uống và nấu ăn. Nấu ăn phải đi đảo nước kia về nấu. Người ta có hồ chứa thì người ta lắng vô đỡ. Còn mình không có hồ chứa thì xài ra làm gì, đâu có dám nấu ăn đâu. Nói là nước sạch nhưng mà thực tế rất là dơ. Nước rất là bẩn, mở ra nó có màu đục, có lúc màu nó vàng. Hơn 3.700 người dân ở xã Phước Hà cũng chịu chung cảnh ngộ tương tự khi phải dùng nước bẩn của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt. Trước tình hình nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước tăng cao, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý nguồn nước bẩn để người dân yên tâm sử dụng. Theo Cục Chăn nuôi, tính đến ngày 18 tháng 5, đã có trên 200.000 tấn lợn đến lứa xuất chuồng được giải cứu. Giá thịt lợn đã tăng lên đáng kể từ 2.000 đến 8.000 đồng 1 kg tại nhiều địa phương và có xu hướng tăng tiếp trong thời gian tới. Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện cả nước còn tồn khoảng 1,5 triệu lợn quá lứa. Cục Chăn nuôi lưu ý các địa phương cần làm tốt việc quản lý đàn nuôi và cập nhật thông tin hàng tuần để cục cảnh báo khi có biến động cho người dân biết, từ đó địa phương có phương án xử lý. Việc sử dụng và khai thác mạng Internet được xem là phổ biến, thông dụng ở nhiều vùng miền trong cả nước. Nhưng đối với không ít người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì Internet vẫn là điều khá xa vời. Chính vì thế, việc xã Hà Đông, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai mạnh dạn triển khai mạng Internet và nhất là lắp Wi-Fi miễn phí ở khu vực trung tâm xã được xem là câu chuyện đáng ghi nhận trong cải cách thủ tục hành chính và đặc biệt hơn cả là kéo người dân đến gần hơn với cán bộ chính quyền xã. Hơn một tháng nay, ngoài thời gian lên lớp phụ giúp ba mẹ làm việc nhà, nhóm ba cô gái Góp, Pho và Nhom ở làng Consolot đều tụ tập trước cổng trụ sở xã Hà Đông, huyện Đắk Đoa để lên mạng xem ca nhạc, xem thông tin ở khắp mọi miền của đất nước Việt Nam và cả thế giới. Và họ nằm trong số nhiều người ở năm làng của xã Hà Đông
thường xuyên đến đây để lên mạng Internet bằng hệ thống Wi-Fi miễn phí do đảng ủy, chính quyền xã mới lắp đặt được hơn một tháng nay. Từ khi mà có mạng Wi-Fi trong xã, thì ngoài cái việc mà truy cập vào cho công việc hệ điều hành 4 cấp của xã, đặc biệt là thanh niên, thường chiều tối cũng hay tập trung lên đây rồi xem các cái tiếp xúc các cái khoa học kỹ thuật, đặc biệt là về đã đọc được, anh em đã đọc được cái các cái văn bản hoặc là làm những cái học tập các cái mô hình tiên tiến ở ngoài kia mà đưa lên cái mạng điều hành, là anh em cũng biết truy cập và cũng trao đổi qua cái, sau khi truy cập xong thì cũng trao đổi được lại với lại một số cán bộ xã ở cái làng về các cái cách thức làm ăn. Xã Hà Đông là địa bàn khá đặc biệt bởi bốn bề bao phủ bởi núi non trùng điệp. Do địa hình hiểm trở cộng với tỷ lệ dân số trên 95% đồng bào dân tộc Ba Na, vì thế nhiều năm liền xã nằm trong diện địa phương nghèo của huyện Đắk Đoa, khó có thể tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại, nhất là Internet. Với việc lắp đặt Wi-Fi miễn phí, người dân, đặc biệt là thanh niên, đã tìm đến trụ sở xã như một điểm sinh hoạt cộng đồng thoải mái. Không chỉ xem những thông tin giải trí, họ còn tìm hiểu và học tập nhiều vấn đề liên quan thiết thân đến sản xuất kinh tế và đời sống cá nhân. Đây chính là cách làm khá tích cực, không chỉ giúp công tác cải cách thủ tục hành chính trở nên tiện ích, hiệu quả, mà còn đưa người dân đến gần hơn với chính quyền cơ sở. Chuyển sang phần tin an ninh trật tự an toàn xã hội. Sáng ngày 20 tháng 5, Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Tuấn, trú huyện Lâm Hà, để xử lý về hành vi hủy hoại tài sản. Được biết, đối tượng từng có một tiền án về tội hủy hoại tài sản và vừa ra tù ngày 5 tháng 1 năm 2017. Vào ngày 17 tháng 5, sau khi ăn dỗ, Tuấn cùng ba người bạn đón xe taxi do anh Hồ Văn Hùng điều khiển để về nhà. Khi đi được 2 km, đang ngồi cạnh ghế tài xế và trong trạng thái say rượu, Tuấn đã dùng dao đe dọa và đánh vào đầu anh Hùng. Đối tượng còn đạp hỏng đồng hồ tính tiền, gãy gương chiếu hậu của xe taxi. Khi xe chạy gần tới trụ sở công an huyện Lâm Hà, anh Hùng bất ngờ cho xe phóng nhanh rồi phanh gấp làm cả nhóm bị ngã, rồi mở cửa xe chạy vào trụ sở công an huyện kêu cứu. Đối tượng Tuấn sau đó đã bị bắt giữ. Ngày 19 tháng 5, đồn biên phòng Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn bán người và bàn giao hai đối tượng Bùi Thị Nga, sinh năm 1997, trú tại thôn Hợp Long, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, và Bùi Văn Dung, sinh năm 1996, trú tại thôn Vũ Gia, xã Phú Xuân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật. Trước đó, ngày 13 tháng 5, tại thành phố Móng Cái, đồn biên phòng Bắc Sơn phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ hai đối tượng Bùi Thị Nga và Bùi Văn Trung đang đưa dẫn Nguyễn Thị Hắc cùng ở Thái Bình sang bán cho một người phụ nữ bên Trung Quốc lấy 20 triệu đồng bằng thủ đoạn hứa tìm cho Hắc công việc nhẹ nhàng với mức lương khoảng 20 triệu một tháng và muốn về thăm nhà lúc nào cũng được. Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng điều tra xác minh triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1990, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là đối tượng chủ mưu cầm đầu các đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán phụ nữ. Hiện đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Tổng Đức, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Quảng Nam, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng, người yêu cũ của Đức. Theo điều tra, từ tháng 10 năm 2016, Đức và chị Hoa quen biết nhau. Sau nhiều lần trò chuyện, giữa hai người có nảy sinh tình cảm. Ngày 10 tháng 5 năm 2017, chị Hoa đòi chia tay nhưng Đức không chấp nhận. Đến khoảng 9 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2017, biết chị Hoa đang lưu thông ở khu đất trống trên đường Lê Văn Ký, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Đức đã chặn đầu xe, rồi dùng dao đâm 4 nhát, khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 11 giờ ngày 16 tháng 5, Đức cầm dao đến công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, nam thanh niên khai do níu kéo tình cảm bất thành nên đã dùng dao đâm bạn gái. Hiện công an đang tiến hành điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý. Ngày 19 tháng 5, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với công an phường Nam Hà đã phát hiện bắt quả tang hai hộ kinh doanh tại chợ thành phố Hà Tĩnh bày bán một lượng lớn thịt heo bò biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại quầy số 163 của bà Phan Thị Hương, sinh năm 1982, trú tại phường Bắc Hà, có bày bán 53 kg thịt xương heo, và quầy của bà Trần Thị Toàn, sinh năm 1965 ở phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, có 12 kg thịt bò. Số thực phẩm trên đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối. Cùng ngày, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện gần 100 kg thực phẩm gồm thịt xương, nội tạng heo bò đã biến đổi màu sắc, hôi thối, được bỏ tại các điểm công cộng trong đình chợ. Hiện đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Tĩnh đang phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy số thực phẩm trên và xử lý theo quy định của pháp luật. Phần cuối chương trình như thường lệ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, uống rượu, bia là hình thức thể hiện tình cảm khi gặp gỡ trong các dịp lễ hội, là nét đặc trưng của văn hóa giao tiếp, văn hóa làng xã Việt Nam. Tuy nhiên, rượu bia nếu bị lạm dụng sẽ là thói xấu, là nguyên nhân gây chia rẽ tình cảm, thậm chí là tác nhân gây nguy hiểm cho người sử dụng bia rượu và cộng đồng. Phải sử dụng rượu bia thì mới có quan hệ tốt với đối tác hay có kết quả công việc là lý do được nhiều người đưa ra để biện minh cho việc sử dụng bia rượu. Trong cái công việc của mình thì đôi khi là phải sử dụng rượu bia để tiếp khách thì nó thuận tiện đến công việc của mình. Việc quá xem trọng vai trò của rượu bia trong văn hóa giao tiếp đã đẩy Việt Nam trở thành quốc gia tiêu thụ bia rượu cao thứ 3 trong khu vực châu Á. Hậu quả là có 90% người lạm dụng bia rượu bị gan nhiễm mỡ, 20% đến 40% bị viêm gan, 10% đến 25% dẫn tới xơ gan. Đây là hình ảnh siêu âm gan của một bệnh nhân nghiện rượu ngoài 30 tuổi với nhiều tổn thương nghiêm trọng ở gan. Để chức năng gan hoạt động trở lại bình thường, bệnh nhân này phải điều trị bằng thuốc trong một khoảng thời gian rất dài. Hiện tại chúng tôi ở khoa chúng tôi thì tỷ lệ bệnh nhân sơ gan và có những biến chứng như xuất huyết tiêu hóa, biến chứng hôn mê gan tương đối nhiều. Đấy thì đây là một lời cảnh báo cho các, đặc biệt là những vùng cao, và có những bệnh nhân là không những biến chứng của sơ gan mà biến chứng ung thư gan khi tuổi đời mới khoảng 30 hoặc là hơn 30 một chút, vẫn là có rất nhiều bệnh nhân như thế. Trước tình trạng lạm dụng bia rượu ở Việt Nam đang ở mức báo động, để hạn chế những ảnh hưởng của chất uống có cồn đến đời sống xã hội, thì điều cần làm ngay lúc này là đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng để không lạm dụng rượu bia. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Cứu sống bệnh nhân HIV bị tắc động mạch chủ hiếm gặp. Gia Lai, hiệu quả kinh tế cao từ mô hình trồng khoai lang Nhật ở vùng đất thiếu nước. Hà Tĩnh, khởi tố 3 đối tượng gây ra 33 vụ trộm xe máy liên tỉnh. Gia tăng trẻ em chết đuối do sự chủ quan của người lớn.